Thưa quý vị và các bạn, khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 3, khi người dân ở hẻm 1 tổ 19A, khu phố 4 phường Trảng Bàng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng la kêu cứu thất thanh ở ngoài đường. Một số người chạy ra thì phát hiện một thanh niên đang nằm gục tại đầu hẻm với nhiều vết thương trên người. Trong khi đó, một người khác cũng đang đứng gần đó với vết thương ở cánh tay. Ngay lập tức người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên một người đã tử vong. Nạn nhân tử vong tên là Khoa, 34 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Sáng ngày 13 tháng 3, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra vụ ẩu đả. Hiện vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.